Làm giàu từ kinh doanh. Xin chào các nhà kinh doanh, nhà khởi nghiệp. Sau đây là điểm tin kinh doanh tổng hợp với những tin tức nổi bật trong tuần từ ngày 7 tháng 6 đến 13 tháng 6 năm 2021. Thứ nhất, chúng ta sẽ đến với các tin quốc tế. 1. Về tình hình dịch bệnh thế giới. Tuần qua, thế giới ghi nhận có hơn 176 triệu ca nhiễm COVID-19, hơn 3,8 triệu người tử vong. Mỹ gia hạn sử dụng vaccine COVID-19 Johnson & Johnson. Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm FDA tại Mỹ tăng thời hạn sử dụng vaccine COVID-19 của Johnson & Johnson từ 3 tháng lên 4 tháng rưỡi. Nước Anh sẽ tặng 100 triệu liều vaccine COVID-19 cho các nước thu nhập thấp trong năm 2022, như một phần của cam kết quyên góp ít nhất 1 tỷ liều từ G7. Hôm 10 tháng 6, Thủ tướng Anh Boris Johnson thông báo cách thức phân bổ 100 triệu liều vaccine cho thế giới, sau cam kết hồi tháng 2 rằng Anh sẽ cung cấp phần lớn số vaccine thừa cho các nước nghèo. Thứ hai, về tình hình đối ngoại, chính trị thế giới. Mỹ cấp 150 triệu đô la vũ khí cho Ukraine. Mỹ sẽ hỗ trợ số khí tài trị giá 150 triệu cho Ukraine trước thềm hội nghị thượng đỉnh Putin-Biden tại Thụy Sĩ. Tuyên bố đồng chủ tịch hội nghị đặc biệt Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Trung Quốc kỷ niệm 30 năm quan hệ đối tác. Hội nghị được tổ chức tại Trùng Khánh, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vào ngày 7 tháng 6 năm 2021. Ngài Teodoro Locsin, Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa Philippines, và Ngài Vương Nghị, Ủy viên Quốc bộ, Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đồng chủ trì hội nghị. Thứ ba, về tình hình kinh tế thế giới. Quan hệ thương mại EU-Mỹ kỳ vọng sang trang mới bằng việc dừng cơ chế trả đũa, tự động tăng gấp đôi mức thuế với hàng hóa Mỹ. EU đã gửi một tín hiệu tích cực rằng chúng tôi sẵn sàng giải quyết các tranh chấp với Mỹ về vấn đề trợ cấp cho các hãng sản xuất máy bay, hay việc Mỹ đang áp thuế cao với thép và nhôm của châu Âu một cách công bằng và cân bằng. Ông Vadis Dombrovski, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu phụ trách vấn đề kinh tế cho biết, với sự thiện chí từ EU và động thái có đi có lại của Mỹ, EU mong muốn rằng đây là cơ sở để hai bên khôi phục lòng tin trong nhiều lĩnh vực chiến lược khác. ECB giữ nguyên lãi suất gần bằng không. Với tình hình hiện nay, Hội đồng điều hành quyết định tiếp tục giữ nguyên chính sách. Chúng tôi sẽ giữ nguyên mức lãi suất điều hành gần bằng không và việc mua ròng tài sản trong quý này sẽ tiếp tục được diễn ra theo kế hoạch, bà Christine Lagarde cho hay. Tương tự như với Fed, ECB cũng đang đứng trước áp lực về việc thay đổi định hướng, chính sách khi tình hình kinh tế được cải thiện và đặc biệt là mối lo ngại lạm phát. Tuy nhiên, theo các nhà điều hành, các mức tăng giá cả gần đây chỉ mang tính ngắn hạn với nhiều yếu tố thời vụ. Do đó, ECB vẫn cần can thiệp vào thị trường cho đến khi lạm phát ổn định ở mức mục tiêu là 2% mà cơ quan này dự báo. Nam Phi lên kế hoạch quản lý giao dịch tiền điện tử theo giai đoạn. Nam Phi đã đặt nền tảng cho các cơ quan giám sát tài chính về tiền điện tử khi quốc gia này tìm cách hạn chế các trường hợp gian lận ngày càng tăng và cải thiện việc quản lý các dòng chảy xuyên biên giới. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với các tin trong nước. 1. Về tình hình dịch bệnh trong nước. Trưa ngày 12 tháng 6, có thêm 89 ca mắc COVID-19 tại 5 tỉnh thành, thành phố Việt Nam. Tổng cộng có 10.137 bệnh nhân. Việt Nam có tổng cộng 8.506 ca ghi nhận trong nước và 1.631 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 6.936 ca. Số lượng xét nghiệm từ 29 tháng 4 năm 2021 đến nay đã thực hiện hơn 2 triệu mẫu cho gần 4,5 triệu lượt người. Bắt đầu thử nghiệm giai đoạn 3 vaccine Nanocovax, Bộ Y tế ngày 11 tháng 6 phê duyệt đề cương thử nghiệm giai đoạn 3 vaccine COVID-19 Nanocovax với 200 tình nguyện viên đầu tiên đã được tiêm một mũi. Việt Nam vượt mốc 10.000 ca bệnh và nỗ lực kìm cương COVID-19. Trong đợt dịch này, với chủng virus mới, siêu lây nhiễm xuất hiện trong các khu công nghiệp là một bài toán hoàn toàn khác, nên số ca mắc mới không ngừng gia tăng lên con số hàng nghìn chỉ với vài ngày. Qua hơn một tháng triển khai quyết liệt các biện pháp, tình hình dịch COVID-19 ở Việt Nam cơ bản đã được kiểm soát trên toàn quốc,
mặc dù số ca nhiễm, số địa phương có dịch nhiều hơn trước. Dư luận quốc tế hoan nghênh sáng kiến thành lập quỹ vaccine Việt Nam. Các cơ quan, thông tấn báo chí của nhiều nước cùng đại diện các tổ chức nước ngoài đánh giá cao sáng kiến lập thành quỹ vaccine phòng chống COVID-19 của Việt Nam. Đa phần, các ý kiến đánh giá đây là một bước đi đúng đắn của chính phủ nhằm đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng cho người dân, để từ đó kiềm chế dịch bệnh hiệu quả. Thứ hai, về tình hình chính trị, đối ngoại trong nước. Việt Nam luôn theo dõi sát mọi hoạt động tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng một lần nữa khẳng định, các cơ quan chức năng Việt Nam luôn theo dõi sát mọi hoạt động tại quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, cũng như các vùng biển của Việt Nam tại Biển Đông. Láng giềng hữu nghị, hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc. Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đề nghị Trung Quốc tạo thuận lợi cho nông sản, thực phẩm của Việt Nam xuất sang Trung Quốc. Sớm hoàn thiện thủ tục mới, nâng cấp một số cửa khẩu đường bộ giữa hai nước, triển khai hiệu quả các khoản viện trợ Trung Quốc dành cho Việt Nam và sớm hoàn thành các dự án hợp tác còn vướng mắc. Về vấn đề Biển Đông, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị hai bên tiếp tục thực hiện nghiêm túc nhận thức chung cao cấp, tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS năm 1982, phát huy vai trò của các cơ chế đàm phán, tìm kiếm giải pháp cơ bản, lâu dài cho vấn đề Biển Đông. Thứ ba, về tình hình kinh tế trong nước. Bắc Giang bán hết gần 54.000 tấn vải thiều chín sớm. Đến ngày 11 tháng 6, Bắc Giang cơ bản tiêu thụ hết vải thiều chín sớm và đã bắt đầu thu hoạch được 10% vải chính vụ. Tiêu thụ nông sản trên nền tảng số để không còn phải giải cứu. Từ đầu tháng 6 đến nay, lần đầu tiên vải thiều lục ngạn Bắc Giang chính thức được phân phối trên cả 6 sàn thương mại điện tử lớn tại Việt Nam, bao gồm Sen Đỏ, Vosco, Tiki, Shopee, Postmart, Lazada, thông qua gian hàng Việt trực tuyến quốc gia của Bộ Công Thương. Dự kiến vụ vải năm nay sẽ có khoảng 8.000 đến 10.000 tấn vải thiều được tiêu thụ bằng hình thức này. Vinmart bắt đầu đổi tên. Một cửa hàng Vinmart cộng trên đường Mai Chí Thọ, thành phố Thủ Đức, đầu tuần nay đã thay biển hiệu bên ngoài thành Vinmart. Ví điện tử ePay đổi tên thành Shopee Pay. Bắt đầu từ ngày 8 tháng 6, ví điện tử ePay chính thức thông báo đổi tên thành ví Shopee Pay cùng với nền tảng quan hệ hợp tác sẵn có với Shopee. Ví Shopee Pay kỳ vọng sẽ mang đến cho người dùng nhiều thuận tiện. Bạn ấn tượng với tin tức nào nhất hay muốn bổ sung thêm gì? Đừng ngại chia sẻ dưới một bình luận của video này. Nếu bạn thấy điểm tin kinh doanh tổng hợp trong tuần hữu ích, hãy ấn like, share và đừng quên đăng ký kênh Làm Giàu Từ Kinh Doanh, ấn vào nút chuông thông báo cũng như theo dõi fanpage Làm Giàu Từ Kinh Doanh với chế độ yêu thích để là người sớm nhất cập nhật những thông tin mới nhất về lĩnh vực kinh doanh, bán hàng và marketing. Làm Giàu Từ Kinh Doanh, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.